Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Xe Điện Mô Tô Điện, kênh video hàng đầu về phụ tùng độ chế xe 3 4 bánh, xe xăng và xe điện đều có, với tiêu chí mang lại cho khách hàng một bộ phụ tùng để làm ô tô rẻ nhất, xịn nhất có thể. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một bộ phụ tùng chế xe điện 4 bánh cực chất và lại cực rẻ luôn. Các bạn có thể đoán xem bộ phụ tùng này giá bao nhiêu. Nó có đầy đủ phụ tùng cầu điện V-Sai, động cơ 500W và điều khiển. Với cái bộ điều khiển và động cơ này có thể mang đến sức kéo khoảng 300 kg cả xe lẫn người. 300 kg thì các bạn biết là rất là nhiều việc có thể làm được. Với trọng lượng cơ thể thì khoảng 50 kg thì một con xe làm nhẹ nhàng khoảng một tạ nữa thì nó có thể đáp ứng được ngay cả đối với một cái điều kiện sử dụng cho xe 4 chỗ. Và bộ này thì có 4 quả bánh là đường kính 40 và bản rộng 10, lốp vuông rất là chất luôn, lốp 400-8, cầu có vi sai luôn các bạn nhé. Các bạn từ nay trở đi đừng nghĩ đến bộ vô cát làm cái gì hết cho nó phiền lòng ra. Bộ GoCat không có vi sai, phải chế lại rất nhiều thứ. Giá thành thì cũng không hề rẻ, khi các bạn mua một bộ GoCat thì nó không hề có động cơ gì cả và giá nó cũng đã tương đối là cao rồi. Các bạn có thể nghĩ xem cái bộ này bao nhiêu. Đấy, và với cái tiêu chí đấy thì mình muốn giảm hết giá thành xuống cho các bạn. Với bộ này thì giá chỉ có 6.100.000 đồng thôi các bạn ạ. Các bạn thấy rẻ không? 6.100.000 đồng thôi nhá, chưa bằng một nửa con xe đạp điện đấy, và chỉ cần khoảng 1.000.000 tiền sắt nữa là các bạn có thể làm nên một cái ô tô ok luôn. Và với cái bình ắc quy thì khi các bạn mua bên mình sẽ bán hỗ trợ giá là chỉ có 1.100.000 đồng tiền ắc quy thôi, vậy là nó rơi vào khoảng hơn 7.000.000 một chút, 7.200.000 đồng cả ắc quy và 6.100.000 đồng chưa ắc quy, quá rẻ, có cả sạc luôn. Bộ phụ tùng này sử dụng hệ thống thức lái như xe ô tô lớn luôn, không phải hệ thống lái của xe go-kart các bạn nhé. Đấy, đồ toàn đồ khủng thôi, không hề nhỏ một tí nào, và giá thì lại không hề to một tí nào luôn. Động cơ có thể tiến lùi bình thường, cầu V-Sai hoạt động hai bánh độc lập, hệ thống phanh chân đầy đủ, đồng hồ báo điện có luôn, sạc cũng có. Thước lái là dòng loại thước lái đơn loại to nhé. Cầu này được trang bị cầu 90 cm và lắp bánh nên các bạn có thể làm nên một cái xe 1m và dài 2m2 đến 2m4, thoải mái dành cho những 4 chỗ ngồi. Đấy, bộ này khá là khủng luôn, và các bạn có thể hoàn toàn lựa chọn những cái chiều rộng nhỏ hơn, chiều rộng có thể nhỏ hơn 70-80 đều có, và tất nhiên có cả chiều rộng lớn hơn. Chiều rộng lớn hơn thì giá thành sẽ chênh lên khoảng 100.000 đồng, còn chiều rộng nhỏ hơn thì giá thành giữ nguyên. Tiếp nữa là đến cái động cơ 500W thì nó cho cái khả năng tiết kiệm năng lượng là cực kỳ khủng khiếp luôn. Với một cái bộ bình 12V 12Ah thì các bạn có thể hoàn toàn đi được khoảng 30-40 km với tải trọng một người. Đấy, các bạn thấy kinh khủng không? Đấy, và đây là một bộ sản phẩm mà mình muốn mang lại cho các bạn là một cái sản phẩm mà các bạn sẽ bỏ ra số tiền ít nhất chỉ với khoảng 7.200.000 đồng thì nó cũng chỉ tương đương một cái ô tô làm bằng nhựa loại to của Trung Quốc thôi. Những cái loại đấy thì các bạn cũng chẳng chơi bời gì được cả, chỉ cho các con đi thôi, chứ người lớn nhảy lên đi là đứt luôn. Đấy, hệ thống cầu trước đây, cầu trước này có thể sử dụng, nó có thể chở đến khoảng 2,5 tấn nếu mà đối với cái cầu trước này. Vì vậy là các bạn là đối với cái cầu trước này có thể chở đến 2,5 tấn cũng không hỏng. Còn đối với cái cầu sau này có thể sử dụng chở đến khoảng 1 tấn cũng không vấn đề gì. Tất nhiên cái động cơ này thì không chở được 1 tấn, nhưng sức bền của cái cầu này là như vậy. Đấy, hệ thống thước lái là thước lái lớn luôn chứ không phải dùng cho ATV các bạn nhé.
Cái bộ này thì rất là khủng khiếp và quá rẻ luôn, sạc đi kèm ắc quy. Nếu như các bạn mua, bên mình hỗ trợ giá luôn, giá chỉ có 1.100.000 đồng ắc quy tại thời điểm này, và giá thành ắc quy có thể thay đổi theo từng thời điểm, nhưng giá hiện tại là 1.100.000 đồng ắc quy bán hỗ trợ khách hàng luôn đấy. Và bây giờ xin mời các bạn đi theo dõi chi tiết từng món một, bên mình review cho các bạn từng món một. Và các bạn nhanh tay lên nhé, đợt này bên mình giảm giá sâu tất cả các mặt hàng từ 3 bánh đến 4 bánh, giá có thể nói là rẻ nhất trên thị trường hiện nay và không thể rẻ hơn được. Và phụ kiện thì tất cả các bạn nào đã từng mua bên mình rồi, mình xin cam kết với các bạn rằng phụ kiện bên mình lúc nào cũng đủ nhất và đẹp nhất. Đủ nhất và đẹp nhất các bạn nhé. Phụ kiện các bạn có thể gia công, còn bên mình phụ kiện nhập hoàn toàn luôn. Từ tai bắt nhíp, tai bắt phanh tiết các thứ là nhập 100% luôn, không có gia công nội địa gì hết. Tất nhiên thì gia công trong nội địa, những cái hàng gia công trong nội địa thì nó rẻ hơn, nhưng thường là nó rất xấu. Đấy. Còn với công nghệ đột dập thì tất cả những cái phụ kiện nó sẽ đẹp đến không thể đẹp hơn được nữa. Và sau đây mời các bạn theo dõi chi tiết từng món một. Và sau đây sẽ là chi tiết từng món một. Đầu tiên sẽ review đến các bạn là một bộ cầu V-Sign đây. Đây là một bộ cầu V-Sign, cầu đây, động cơ đây, V-Sign đây. Đấy, rất là đẹp luôn. Có cả phanh kiếc trên cầu luôn. Các bạn mua xe go-kart thì chỉ có phanh và trục, đó là trục cứng. Vào cua sẽ rất là khó khăn. Một bánh dê và một bánh trượt. Như thế thì những cái động cơ nó sẽ bị ghìm lại rất là lớn. Những cái động cơ yếu thì sẽ nhanh hỏng. Và bánh thì tất nhiên các bạn nên biết rồi đấy. Bánh xe mà mài trên đường nhựa thì bánh nào chịu nổi. Đây là bộ cầu điện nhé. Đấy, cầu điện V-Sign. Bộ cầu này được trang bị đũa phanh và chân phanh. Đây là phụ kiện phanh của nó này. Đấy, phụ kiện phanh này. Phụ kiện phanh, thấy các bạn thấy đẹp không? Từ cái tai cặp này, đấy, đến cái móc này. Cách lắp đặt cái bộ phụ kiện phanh chân này thì các bạn có thể xem ở một cái video cũng khá là lâu rồi. Tí em sẽ để link mô tả ở phía dưới để cho các bạn tham khảo về cách lắp đặt. Hệ thống lái đây. Hệ thống lái thì thước lái này. Thước lái này là thước lái rất là nhiều vòng các bạn nhé. 2.5 vòng như ô tô luôn. Rô tuyên và ống nối. Đây là phần cầu trước và Meyer. Các bạn chỉ cần hàn một ống xuyên suốt từ bên này qua bên kia. Còn phần củ lái của nó là đã có vòng bi rồi. Các bạn đã từng xem cái bộ cầu trước này của bên mình rồi thì các bạn biết là cái cầu trước này nó làm rất là cầu kỳ và lái thì cực kỳ nhẹ luôn. Không như cổ cầu trước của ATV đâu các bạn ạ. Những cái dòng ATV ở đây là nó chỉ đóng bi thường ở đây thôi. Thì các bạn lái rất là lặng. Với cái cầu này thì các bạn chở cả tấn lái vẫn cứ nhẹ. Ở trong này nó có tới 2 vòng bi kim và 1 vòng bi đỡ. Tức là nó có 3 vòng bi các bạn nhé. Đấy, ở trên đầu này là có 2 vòng bi côn. Lực đà lớn, rất lớn luôn. Tất nhiên thì xe mình không cần, nhưng đối với cái ổ bi trong này thì nó lái cực kỳ nhẹ luôn các bạn ạ. Đấy, thì các bạn đã từng xem cái video tháo dỡ bộ cầu này của mình ra rồi thì các bạn biết ở cái củ lái của xe ATV thì nó không hề có vòng bi kim và vòng bi đỡ. Nó chỉ có 2 vòng bi của cầu bình thường thôi. 2 vòng bi cầu thì nó có cái đặc điểm là khi các bạn trở lại thì vòng bi nó sẽ tự chặt. Đấy. Còn đối với bi côn và bi đỡ thì nó không có cái hiện tượng đấy. Bi kim là chống lăng ngang, còn bi đỡ là chống tải trọng. Vì vậy các bạn không bao giờ sợ lặng. Hệ thống lái trang bị thêm một cái đồng hồ để báo điện này. Đấy. Một bộ chân ga này.
một bộ chân ga. Các bạn có thể lựa chọn cho mình cái chân ga sàn rất là dễ, đặt lên sàn bắn vít là xong. Và một cái vô lăng đường kính là 36 cm. Đấy, các bạn có thể lựa chọn cái đường kính vô lăng 35 hoặc 37 cm đều được, giá thành bên mình để là nguyên trạng luôn. Đây là một bộ bánh này. Bánh này có đường kính 40 cm, lốp vuông các bạn nhé. Này, lốp vuông đoàn hoàn luôn. Đây, lốp vuông 40 cm. Các bạn thấy bộ này thế nào? Giá thì chỉ có như vậy thôi nhé. Giá chỉ có 6.100.000 đồng thôi các bạn ạ. Rẻ hơn tất cả những cái gì các bạn đã từng thấy. Đối với cái hệ thống giảm xóc của cái bộ này thì mình không đưa vào trong này. Các bạn có thể lựa chọn phương án sử dụng nhíp, sử dụng giảm xóc tận dụng. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo các bạn nhé. Giá này giá không bao cước vận chuyển. Với cái bộ này thì cước vận chuyển nó khoảng 300-400.000 đồng, tùy các bạn ở từng vùng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Video của chúng tôi đến đây là hết. Các bạn nhớ đón xem video tiếp theo nhé.